Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Tấn Tứ, anh ở Phú Yên và kính chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay anh Tứ có đặt hàng ở bên em hai cái bộ mic không dây UHF màu đen. Thì bộ thứ nhất anh đặt là loại hai tai mic màu đen UHF. Thì đối với cái bộ mic UHF này màu đen này thì hai tai mic này có giá là 500 nghìn nhé. Còn cái bộ một mic một tai mic này là giá 300 nghìn. Thì nếu như các bạn ai có nhu cầu mua sản phẩm thì vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc là các bạn có thể truy cập vào Sendor Shopee, Lazada để hàng nhé. Các bạn cứ tìm kiếm cái shop của mình có tên là từ quán là Linh Kiện 789. Thì ngoài ra các bạn có thể đặt hàng ở trên Linh Kiện 789.vn cũng được nhé. Ok, thì đối với những bộ mic các bạn mua đều bên em đều tặng kèm luôn cho các bạn là những cái một cái jack đơn 5 chân. Các bạn về kết nối vào cái mạch thu rồi nhé. Mạch thu tín hiệu là kết nối nguồn với tín hiệu đầu ra. Ok, đầu tiên là em sẽ test cái bộ hai tay mic cho anh nhé. Đây, bộ hai tay mic. Em bật nguồn hai tay mic lên này. Đấy. Nguồn hai tay mic nha. Hai bóng sáng nhé. Hoạt động bình thường này. Tay kia cũng thế. Em test âm thanh cho anh nhé. Alo, alo, alo. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alo. Mic 1 hoạt động tốt này, mic 2 này. Alo, 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 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alo. Cả hai mic để hoạt động tốt nhé. Thì em đánh dấu luôn lên sản phẩm cho anh để anh nhận hàng nhé. Đây là sản phẩm bộ hai tai mic của anh nhé, ký hiệu nhé. Ok. Và tiếp theo là em sẽ test cái bộ một tai mic cho anh nhé. Bộ này em để sang một bên. Một bộ tai mic. Alo, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo. Bộ một mic của anh hoạt động tốt luôn nhé. Em vẫn đánh dấu cái hiệu, mục đích đánh dấu cái hiệu này là anh so sánh với cái video là chính xác cái ký hiệu hay không. Và rất cảm ơn anh nha, Tứ đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm ở bên em nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.